Sự kiện thể thao được mong chờ nhất vào cuối tuần này khi các sàn đấu MMA trở nên yên ắng thì phía boxing lại là cuộc chiến nảy lửa giữa huyền thoại Tyson Fury và Dillian White để thống nhất chiếc đai WBC hạng nặng khi mà White đang là nhà vô địch tạm thời còn Tyson Fury là đương kim vô địch. Fury có thể nói là một trong những nhà vô địch mạnh nhất trong lịch sử hạng nặng quyền Anh thế giới. Phải kể đến hai lần knockout kỹ thuật Deontay Wilder, thắng điểm huyền thoại Vladimir Klitschko, hai lần thắng điểm Derek Chisora, người hâm mộ võ thuật không cần phải bàn thêm về thành tích của vua Zigan. Về phía đối thủ Dillian White thì trong trận đấu gần nhất anh đã đấm gục con quái vật Alexander Povetkin, cũng từng hai lần vượt qua Derek Chisora và một tay đấm cực mạnh khác là Joseph Parker. Có vẻ như các chỉ số và hiệu quả của Tyson Fury đang cho thấy anh có nhiều lợi thế hơn trong trận đấu này. Tuy nhiên, đừng quên White cũng là một tay đấm trong top đầu hạng nặng quyền Anh nhà nghề thế giới. Và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu này dưới sự chứng kiến và xem trực tiếp của hơn 90.000 khán giả tại sân vận động Wembley nước Anh. Dillian White nói rằng tôi rất tự tin về việc đánh bại Fury. Dillian White không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về khả năng anh có thể xoán ngôi Tyson Fury. Tôi không được thừa nhận trong mắt người thân của mình, gia đình và bạn bè, giáo viên ở trường và hàng xóm. Vậy nên một vài gã trên Internet hoặc một vài phóng viên đã chê bai tôi. Không sao cả, đây chẳng phải là điều gì mới mẻ với tôi, White phát biểu trong cuộc họp qua điện thoại. Có lẽ điều mới mẻ với tay đấm 34 tuổi là anh sẽ tham gia một cuộc thượng đài được chứng kiến bởi 94.000 khán giả. Nhưng anh chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ trận đấu. Trước đó, cuộc đàm phán giữa White và Fury đã diễn ra không mấy êm đẹp, dẫn đến việc võ sĩ người Anh gốc Jamaica trốn luôn cuộc họp báo quan trọng vào tháng 3. Trận đấu được chờ đợi từ lâu đang đến gần. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã đấu với những võ sĩ hàng đầu thế giới và vẫn mạo hiểm với vị trí thách đấu của mình. Dù là trận đấu bắt buộc nhưng nó vẫn không diễn ra đúng như dự kiến. Chúng tôi phải thậm chí nhờ đến pháp luật để khiến Fury đấu với tôi. Dù anh ta đã nói sẽ làm điều đó sau khi đánh bại Deontay Wilder và trở thành nhà vô địch. Không may, chúng tôi đã nắm lợi thế ở hội đồng phân xử. Và cuối cùng thì trận đấu này cũng sẽ diễn ra. Hiện tại White mới chỉ thua 2 trận duy nhất trước Anthony Joshua và Alexander Povetkin trong tổng số 30 cuộc thượng đài chuyên nghiệp. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng tay đấm sinh năm 1988 vẫn rất tự tin về màn so găng đầy thử thách trước mắt. Tôi có vấn đề với đối thủ to con. Đó là trận đấu khó khăn khi chống lại một nhà vô địch bất bại. Nhưng tôi cảm thấy ổn và tôi tin rằng mình có thể thắng anh ta. Tôi rất tự tin về việc đánh bại Tyson Fury. Vậy nên điều đó sẽ rất tốt để khiến một vài người phải ngậm miệng lại. Bất kể xét theo hệ quy chiếu nào thì Dillian White vẫn là một trong những tay đấm hàng đầu tại hạng nặng và sở hữu sự nghiệp không thể xem thường. Sở hữu chiều cao 1m93 và lên đài cùng với mức trọng lượng lên tới 110kg. White sở hữu những đòn tay không thể xem thường. Tay đấm người Mỹ hiện có thành tích 28-2, bao gồm 19 pha KO. Bản thân White cũng phục thù thành công một trong hai thất bại của mình, đó là trước Alexander Povetkin trong lần thượng đài gần nhất. Cuối tuần này thì White sẽ bỏ túi gần 8 triệu đô la khi chạm trán cùng Tyson Fury tại sân vận động Wembley. Người thắng trong cuộc đối đầu này sẽ sở hữu thành tích vô địch tuyệt đối tại WBC. Fury với chiều cao 2m06 có lợi thế rõ ràng về thể hình. Về khoản tạo sức hút thì Fury cũng vượt trội so với người đồng nghiệp. Tuy nhiên, sự thật rõ ràng là màn so tài vào rạng sáng ngày 24 tháng 4 sẽ không thể lớn đến vậy nếu thiếu đi White. Suốt quãng thời gian dài, White là một trong những cái tên bị né nhiều nhất ở hạng đấu, chấp nhận đấu với Fury. Tay đấm 34 tuổi cũng chấp nhận bỏ túi khoản ăn chia thấp kỷ lục chỉ 20%. White lập tức đưa vụ việc lên tòa trọng tài, nếu thắng White có thể nhận được ít nhất 30%. Fury đơn giản là ngôi sao boxing số 1 của Vương quốc Anh vào thời điểm hiện tại. White cũng là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt. Theo dự đoán thì lượng pay-per-view của sự kiện có thể lên tới mức 7 con số và mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho các bên tham gia. White cho biết vị trí của bản thân ở đâu, nhà vô địch WBC tạm thời cho rằng việc Wembley cháy vé hay lượng pay-per-view dự kiến cực khủng không chỉ đến nhờ công của Fury mà thôi. Nghe này, hạng nặng không chỉ là sàn diễn của riêng Tyson Fury. White thừa nhận,
Mọi người ai cũng nói Tyson Fury thế này, Tyson Fury thế kia. Anh ta thực tế chưa bao giờ bán cháy vé trong các trận đấu với Deontay Wilder. Đó là sự thực. Đây không phải là show diễn của riêng Fury. Trận đấu tới bán hết vé là do tôi và Tyson Fury đấu với nhau đấy. Wilder là một trong những ngôi sao lớn nhưng cũng không thể bán được hết vé. Vì thế đây không phải là show diễn của Fury mà là show diễn của Fury và Wilder. Trước thềm màn so tài giữa đôi bên thì Wilder tỏ ra im lặng và nhường sân khấu cho đối thủ. Wilder đã vắng mặt trong buổi họp báo hồi tháng trước cũng như buổi tập trước truyền thông hôm thứ ba vừa qua. Nhờ thế thì mọi ánh đèn hướng về phía Fury, người khẳng định sẽ giải nghệ sau khi cuộc đối đầu khép lại. Thực tế, các tay đấm quyền Anh, đặc biệt là những cái tên lớn, thường nhắc tới việc giải nghệ nhưng không nhiều người nghỉ hẳn, đúng như bản tuyên bố. Fury có thể là một trong số này. Dù sao, sự kiệm lời đã khiến tay đấm này càng để Fury lấn lướt, ít nhất là trước truyền thông, nhưng Wilder vẫn không lo lắng về điều này. Thật khó để vỗ tay chỉ bằng một tay, bạn cần hai tay để làm điều đó. Với nhà cái thì Fury được đánh giá cao hơn hẳn với mức cược là -650 đến từ MGM. Con số của Wilder là +450. Bất kỳ ai nói rằng trận tới sẽ dễ dàng với tôi thì họ không biết về Dillian Wilder, Fury thừa nhận. Tôi kỳ vọng sẽ chiến thắng nhưng Wilder là một cái tên không hề dễ chịu. Wilder thừa nhận cũng giống như nhiều cậu thanh niên khác đến với boxing để tránh xa rắc rối cũng như việc đánh lộn. Nhưng Wilder là một trong những người hiếm hoi gắn bó với môn thể thao này và được thành công. Trong sự nghiệp thì Wilder từng hai lần đánh bại Chirosa và cũng vượt qua Joseph Parker. Hai trận thua trong sự nghiệp tay đấm sinh năm 88 là trước Anthony Joshua và Povetkin. Thử thách cuối tuần này dành cho Wilder rất lớn. Tay đấm sinh ra tại Jamaica sẽ phải đối đầu với một người khổng lồ, sở hữu kỹ năng boxing cùng tốc độ đáng nể. Những năm qua, uy lực trong những đòn đánh của Fury tăng lên nhờ việc cộng tác cùng ông thầy Stewart. Wilder có rất nhiều điều phải làm nếu muốn chiến thắng vào cuối tuần này. Tay đấm 34 tuổi sẽ phải giữ khoảng cách, di chuyển liên tục trước khi tỉa các pha ra đòn chính xác. Đôi bên từng tập trung trong quá khứ, nhưng việc này đã diễn ra được gần một thập kỷ. Không nên lấy buổi đấu tập này làm thước đo khi cả hai đều tiến bộ rất nhiều. Sau 3 năm chờ đợi thì Wilder cũng có cơ hội bước vào một trận tranh đai tuyệt đối. Dù có thất bại thì Wilder cũng không phải xấu hổ, bởi đơn giản đối thủ trong trận đấu tới của tay đấm này là tay đấm hạng nặng số 1 thế giới. Đó là trận đấu mà bạn phải liên tục điều chỉnh, liên tục thay đổi. Wilder tuyên bố bản thân không có gì để mất trong màn so tài tới đây và chắc chắn khi lên đài, Wilder sẽ chiến hết mình trong trận chiến đấu tầm cỡ lớn nhất sự nghiệp. Bất ngờ với trọng lượng của Tyson Fury trước thềm màn so tài cùng Dillian Wilder. Trong buổi cân trọng lượng thì Tyson Fury chỉ đạt mức 264 pound, nhẹ hơn 13 pound, gần 6kg so với lần gần nhất thượng đài. Buổi cân trọng lượng trước thềm sự kiện Tyson Fury và Dillian Wilder đã diễn ra ngày 22 tháng 4. Tại đây, nhà vô địch Tyson Fury 120kg chỉ đạt mốc 264 pound, thấp hơn 13 pound, tức là gần 6kg so với trận thứ 3 với Deontay Wilder hồi tháng 10 năm 2021. Đây là con số khá bất ngờ. Trước đó thì các chuyên gia dinh dưỡng của Tyson Fury từng bóng gió về việc vua Zigan lên đài cùng Wilder với trọng lượng khủng. Các bạn thật không thể tin nổi, hãy tiến lên nào. Tôi rất hạnh phúc khi có thể trở lại thi đấu trên sân Wembley. Chính các bạn là người giúp trận đấu này thành hiện thực. Xin dành sự tôn trọng cho Dillian Wilder cùng đội ngũ của anh ta. Họ cũng là những người rất chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ mang tới cho các fan một trận đấu thực sự hay. Phía đối diện thì Wilder chạm mốc 115kg, tức là 254 pound, nhẹ hơn 2,2kg so với lần thượng đài gần nhất. Bình luận viên của Top Rank cho rằng Wilder đang sở hữu thể trạng tốt bậc nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi không nói gì, không có nghĩa rằng tôi sợ hãi hay trốn tránh. Tôi đang tập luyện cho trận đấu lớn nhất sự nghiệp. Tyson Fury cậu ta cũng cần tập trung vào điều đó. Thay vì lãng phí thời gian một cách vô bổ, tôi sẽ không chấp nhận thượng đài nếu nó không xứng đáng. Đơn giản chỉ có vậy.